sách Na Khum, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Lời sấm về Ninive, sách thị kiến của ông Na Khum, người Enkot. Lời mở đầu, thánh vịnh, cơn thịnh nộ của Đức Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa ghen tương và báo oán. Đức Chúa là đấng báo oán, người nổi cơn lôi đình. Đức Chúa báo oán những kẻ thù địch. Những kẻ thù của người tỏ lòng oán hận. Đức Chúa chậm giận, sức mạnh của người thật phi thường. Đức Chúa không để kẻ giữ thoát khỏi hình phạt. Người bước đi trong cuồng phong bão táp, mây là bụi dưới chân người. Người ngăm đe biển cả khi nó phải cạn. Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô. Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn. Trước nhan người, núi chuyển rung và đồi tan chảy. Trước nhan người, mặt đất chấn động. Cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư, người thịnh nộ nào ai đứng nổi? Người nổi lôi đình, ai đứng vững được chăng? Cơn giận người trút xuống như lửa. Trước nhan người, đá tảng cũng vỡ tan. Đức Chúa thật tốt lành, chính người là thành lũy chở che trong những ngày khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên người, ngay cả khi nước lũ tràn ngập. Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại người, người đẩy quân thù địch vào bóng tối. Lời sấm về Giu-đa và Ninive. Về Giu-đa, các ngươi mưu đồ gì chống lại Đức Chúa, chính người sẽ ra tay tiêu diệt, cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa, dù có chằng chịt như bụi gai. Và ngất ngư như những kẻ say khướt, chúng cũng bị thiêu rụi như đống rơm khô. Về Assur, chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Đức Chúa, một kẻ thi hành ý định của Satan. Lời sấm về Giu-đa, Đức Chúa phán thế này, dù chúng có được trang bị đầy đủ và đông đảo đến mấy đi nữa, chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong. Ta đã hạ nhục ngươi, nhưng ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa. Giờ đây, ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi và đập tan xiềng xích trói buộc ngươi. Lời sấm về vua Ninive. Này Đức Chúa truyền lệnh phạt ngươi, ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường. Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi. Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục. Sách Na Khum, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 14. Về Giu-đa, kìa trên các đồi núi, xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Sa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa. Nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ninive bị sụp đổ, tấn công. Một tên phá hoại đến đánh ngươi, hãy bảo vệ pháo đài và canh phòng quan lộ, hãy nai nịt gọn gàng và củng cố toàn quân. Phải, Đức Chúa khiến cho Gia-cóp và Israel lấy lại sức kiêu hùng. Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá hủy cả các nhành nho, các dũng sĩ của nó mang khiên đỏ như đồng, các chiến binh của nó mặc áo vải hồng điều, xe trận rực sáng như thép nung trong lửa. Khi xếp hàng lâm trận, rừng gươm giáo vung lên, xe trận vùn vụt qua đường phố, xông vào các quảng trường, trông như đuốc sáng rực, phóng đi nhanh như chớp. Vua Ninive triệu tập các chiến binh can trường, nhưng trên đường chúng bước đi lảo đảo, vội vã chạy về phía tường lũy, tìm chỗ núp an toàn. Các cửa ngăn sông đều bị mở tung khiến cung điện sụp đổ, tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi. Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu, chúng đập cực âu sầu. Ninive giống như hồ nước bị rò, dừng lại ngay, nhưng chẳng ai thèm quay mặt lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, đó là một kho tàng vô tận, một đống của gồm toàn đồ quý, tất cả đều bị hủy diệt, tàn phá, tan hoang. Ai nấy lòng nát tan, gối rụng rời, toàn thân run rẩy, mặt mũi tái xanh. Bản án cho con sư tử Assur, hang sư tử ở đâu, ổ sư tử con ở chỗ nào, đâu rồi nơi sư tử dẫn con mình đến mà không phải lo ngại gì. Sư tử xé mồi cho sư tử con và vồ mồi cho sư tử cái. Nó chất mồi đầy hang và ổ nó đầy những con vật bị cắn xé.
đây chính ta đánh phạt ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ đốt xe trận của ngươi thành mây khói, gươm sẽ sâu xé các sư tử con của ngươi. Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở những con mồi ngươi đã vồ bắt. Chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả của ngươi. Sách Nahum đoạn 3 từ câu 1 đến câu 19. Bản án cho Ninive đàng điếm, khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi. Kể tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, bó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy trồm lên, kỵ binh xông ra đánh, gương bung loang loáng, kiếm bay lập lòe, thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Chính vì bao thói đàng điếm của con điếm, duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao, nó dùng thói đàng điếm mà bán các dân tộc, dùng phù phép mà bán chi dân. Này chính ta đánh phạt ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt, sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lõa lồ, cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh rẻ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói, Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó, ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi. Bài học Noamon. Ngươi có hơn gì Noamon, một thành bên sông Nin, chung quanh đầy nước. Có nước làm tường, có biển làm lũy, sức mạnh của nó là Cút và Ai Cập, một sức mạnh vô biên. Ngươi có Put và Libya là nguồn tiếp viện, thế mà nó vẫn bị đầy ải, bị đưa đi cầm tù. Các con thơ của nó bị vật chết nơi góc phố đầu đường, hàng quý tộc bị đem bốc thăm, bậc quyền cao phải mang xiềng xích. Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải say mềm ngã quỵ. Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải tìm chốn ẩn thân để xa lánh quân thù. Ninive chuẩn bị nhưng vô ích, mọi thành trì của ngươi là những cây vả, đầy những trái đầu mùa, khi bị rung trái kia rụng xuống, rơi ngay vào miệng cho người ta ăn. Kìa dân quân của ngươi, một lũ đàn bà trong xứ sở, cửa ải ngươi đã rộng mở đón quân thù, lửa đốt các thanh ngang cửa của ngươi, hãy chữ nước phòng lúc bị vây hãm, hãy củng cố thành trì, nhào xuống bùn, đạp đất sét, nắm lấy khuôn đúc gạch. Ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt tại đây, ngươi sẽ bị gươm tiêu diệt và như cào cào nó sẽ ăn ngươi. Ngươi cứ tăng số như cào cào, tăng số như châu chấu. Cứ tăng thêm số thương gia nhiều hơn các vì sao trên trời, quân thị vệ của ngươi nhiều như châu chấu, thủ lãnh của ngươi nhiều như côn trùng. Đang đóng trại trên thành lũy trong ngày giá lạnh, khi mặt trời rực sáng, cào cào cất cánh bay đi, nó trốn đi và chẳng ai biết nó ở đâu. Điếu văn, hỡi vua Át-xua, các mục tử của ngươi đều thiếp đi, các anh hùng của ngươi ngủ hết rồi, dân của ngươi tản lạc trên núi non, mà chẳng ai tập trung chúng lại. Vết đòn của ngươi không thuốc chữa lành, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Được tin ngươi mất họa, mọi người đều vỗ tay. Quả thật, có ai không bị ngươi làm khổ.